hoặc tu hành cái tướng nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng không bất không của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng không bất không của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của tỷ giới, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của tỷ giới, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của tỷ giới, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của tỷ giới, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng thiệt giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của thiệt giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của thiệt giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của thiệt giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của thiệt giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng không bất không của thiệt giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của thiệt giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thiệt giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thiệt giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của thiệt giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng thân giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của thân giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc,
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của thân giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của thân giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của thân giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng không bất không của thân giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của thân giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thân giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thân giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của thân giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng ý giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của ý giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của ý giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của ý giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của ý giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng không bất không của ý giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của ý giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của ý giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc,
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của ý giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của ý giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, thì khi tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành địa giới, hoặc tu hành cái tướng địa giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành thủy hỏa phong không thức giới, hoặc tu hành cái tướng thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của địa giới, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của địa giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của thủy hỏa phong không thức giới, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của địa giới, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của địa giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của thủy hỏa phong không thức giới, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của địa giới, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của địa giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của thủy hỏa phong không thức giới, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của địa giới, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của địa giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của thủy hỏa phong không thức giới, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của địa giới, hoặc tu hành cái tướng không bất không của địa giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của thủy hỏa phong không thức giới, hoặc tu hành cái tướng không bất không của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của địa giới, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của địa giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của thủy hỏa phong không thức giới, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của địa giới, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của địa giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của thủy hỏa phong không thức giới, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của địa giới, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của địa giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của thủy hỏa phong không thức giới, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của địa giới, hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của địa giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của thủy hỏa phong không thức giới, hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa. Hết quyển thứ 38.